Trúc Diễm sinh năm 1987, từng đăng quang Á hậu một Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Cô từng dự thi Hoa hậu Trái đất 2007 đoạt giải Người đẹp thời trang, cấp 15 Hoa hậu quốc tế năm 2011 và là gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Đầu năm 2015, Người đẹp kết hôn cùng doanh nhân John Tấn Từ, Việt Kiều Mỹ hơn cô 6 tuổi. Trong đám cưới, John Từ mô tả vợ mình vừa là bạn, vừa là người yêu và là một phụ nữ tuyệt vời. Anh cũng hứa làm mọi thứ để chiều lòng bà xã trong cuộc sống chung. Sau kết hôn, cả hai dọn về sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trúc Diễm gần như rút lui khỏi showbiz, thử sức trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò kiểm soát tài chính, nhân sự công ty cùng chồng. Nói về cuộc sống hôn nhân với doanh nhân Việt Kiều Mỹ, Trúc Diễm từng tâm sự, cuộc sống của tôi có lúc bình yên, có lúc biến động. Cô kể trước khi cưới, theo quan sát của cô, chồng tương lai là một người rất ngăn nắp. Sau khi chung sống, mọi thứ hoàn toàn khác xa với những lời hứa hẹn của chồng trong lễ cưới, được nói trước mặt rất nhiều quan khách, từ nay về sau anh sẽ luôn rửa bát cho em. Trúc Diễm bộc bạch trong chương trình là phụ nữ phải thế. Tôi có thể nấu nhiều món nhưng rửa dọn thì ngại vô cùng nên nghe câu đó tôi thực sự xúc động. Nhưng cuối cùng khi chung sống, tôi là người rửa hết. Trúc Diễm cho biết cô luôn muốn được chia sẻ việc nhà nhưng chồng không thấu hiểu. Nhiều khi cuộc sống bộn bề với công việc, về tới nhà Trúc Diễm còn chưa kịp thay đồ thì chồng đã hỏi sao chưa nấu cơm. Hai vợ chồng đi làm về ai cũng mệt mỏi, nhưng nếu Trúc Diễm phải lao vào bếp nấu cơm thì chồng lại ngồi chơi game, vợ nhờ cũng chần chừ không giúp. Thậm chí, có những khi anh buông ra những lời nói vô tâm khiến cô bị tổn thương. Trúc Diễm chia sẻ thời gian đó sáng dậy, cô làm đồ ăn sáng cho chồng. Sau đó đi đến công ty làm việc và luôn luôn phải về sớm hơn chồng 2 tiếng. Trúc Diễm bắt nồi cơm lên trước, nấu bữa cơm gia đình 2-3 món. Hay hôm nào mệt thì nấu một món nhưng chắc chắn là sẽ nấu. 2 năm đầu của hôn nhân, gần như cô đều làm việc đó. Đổi lại, khi Trúc Diễm bắt đầu xong xuôi hết và nằm xuống nghỉ ngơi thì ông xã Việt Kiều lại nói, em rảnh quá à. Không những vậy, tính cách và quan điểm sống của đôi vợ chồng trẻ cũng có nhiều khác biệt. Trúc Diễm than thở, cô làm gì cũng nhanh lẹ ngăn nắp còn chồng chậm chạp bữa bãi. Hai người thường cãi nhau vì chính lý do đó. Tính tới thời điểm hiện tại, Trúc Diễm và John Từ đã có 6 năm chung sống bên nhau. Tuy nhiên, cặp đôi chưa sinh con. Trúc Diễm thừa nhận việc mắc bệnh cường giáp trong nhiều năm qua là nguyên nhân khiến vợ chồng cô chậm chuyện con cái. Tuy nhiên, họ không đặt nặng áp lực, cố gắng tận hưởng cuộc sống bên nhau. John Từ thường sánh đôi, đưa vợ đi dự nhiều sự kiện giải trí. Họ nhận được tình cảm của khán giả vì đẹp đôi, lại giữ gìn hình ảnh. Ngoài ra, họ còn có chung sở thích du lịch và đã cùng nhau đặt chân đến nhiều quốc gia. Cuối tháng 6 năm 2021, Trúc Diễm bất ngờ quyết định sang Mỹ định cư. Cô chia sẻ từ năm 2020, vì tình hình kinh doanh trong nước gặp khó khăn nên vợ chồng cô quyết định đóng cửa tất cả và định cư luôn ở Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau khi sang Mỹ định cư, Trúc Diễm cho biết cô và ông xã John Từ đã ly hôn trong êm đẹp. Về lý do dẫn đến sự đổ vỡ này, Trúc Diễm chỉ nói ngắn gọn, sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Hiện tại, Trúc Diễm vẫn sống bên Mỹ. Cô đã đầu quân cho một công ty tài năng tại đây. Trúc Diễm cho biết sẽ tập trung phát triển mảng thời trang, chăm sản xuất video và hình ảnh giúp kết nối khán giả Việt. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.